Ok nhớ nha, quyết định 4 giây đó quyết định cuộc đời của các bạn á. Mất mất hay không mất, cuộc đời của bạn có thành công hay không thành công nằm ở khúc 4 giây đó các bạn. Chỉ có 4 giây mà nó còn nguy hiểm như vậy, đừng có nói tới chuyện 2 phút và 3 ngày và 21 ngày nha. Thì thường thường á, khi mà bạn đưa quyết định á, chúng ta sẽ quyết định nhất thời và thông thường là sau đó chúng ta sẽ hối tiếc. Ví dụ như bạn muốn ăn phở, cái tự nhiên cái bạn đang lúc ăn, bạn ăn phở là bạn lại nghĩ là trời tôi thấy cơm nó lại ngon. Đó, có những người như vậy nữa đó, chứ không phải khi mà bạn quyết định ăn phở rồi, hai ví dụ bạn của bạn rủ bạn đi ra ngoài ăn phở, là bạn đi ăn phở chung với nó, rồi lại lúc lúc bạn ăn phở bạn nghĩ ước gì lúc đó mình được ăn cơm. Các bạn có bao giờ nghĩ, bao giờ có bị rơi vào cái trạng thái này không? Bây giờ cái quy tắc của mình đó là 4 giây, 2 phút, 72 giờ, 21 ngày. Rồi các bạn nói lại với mình đi. Nhớ lại cái đó chưa? Rồi gì nữa? 72 giờ, 72 giờ là mấy ngày các bạn? 3 ngày các bạn. Rồi các bạn nhớ, nếu mà bạn không nhớ thì dễ lắm. 4 giây, 2 phút, 3 ngày và 21 ngày. Cái 21 ngày thì các bạn biết mình đã nói rất nhiều về cái 21 ngày rồi các bạn. 21 ngày để làm gì các bạn? Tạo thói quen. Rồi cái này thì đơn giản thôi, giống như anh chị em mà cứ thức dậy liên tục như kiểu này là 21 ngày trở thành thói quen à. Thói quen này trở thành thói quen gì các bạn? Thì đó, người ta từ ngữ chuyên ngành nó gọi là phản xạ vô điều kiện đó các bạn. Giống như người ta tát bạn cái là các bạn phải giở tay kia tát người ta lại cái liền, là phản xạ vô điều kiện. Mình không có muốn đánh lại nhưng mà cái cơ thể mình nó, hoặc là bạn lấy cái hồi lớp 9 bạn học á, lấy cái búa gõ vô cái đầu gối, tự nhiên cái bàn chân của bạn sẽ bật lại cho người đục có búa bạn. Các bạn hiểu ý này không? Có cái gì đó nó đụng vô người mình là mình phải phản xạ nó lại, đó gọi là phản xạ vô điều kiện đó các bạn. Mình không có kiểm soát được cái hành động đó. Khi mà bạn kiểm soát được cái gọi là cái khoảng phản xạ có điều kiện rồi. 21 giờ này là các bạn chắc cũng hiểu nhiều rồi. Bây giờ mình đi vào 4 giây nha các bạn. Tại sao mà có rất nhiều người bị bệnh trì hoãn và rất nhiều người mà giống như bị ì á các bạn? Mình nghĩ là anh chị em mình cũng có đó. Ngay cả bản thân mình cũng có đó. Nhiều khi mình cứ 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 giống như mình nói là muốn dẫn thằng John đi chơi, hay là mình muốn dẫn nó đi thư viện hay gì đó, mà mình thấy trời nóng á mình cũng hay ì lại. Mình nói thôi đợi xíu đi, tôi trưa trưa chiều chiều cho nó mát chút xíu rồi đi. Cái sức ì đó nó làm cho cái não mình nó liên tục là nó bị trì hoãn các bạn. Bây giờ các bạn phải học phương pháp 4 giây này các bạn. Trước khi 2 phút là phải 4 giây trước các bạn. 4 giây nó dài không các bạn? Mấy anh chị em khác có tương tác đi nha, im ru hết mình không biết các bạn còn nghe không á. Rồi. Rồi. Ok, 4 giây. 4 giây các bạn nghĩ coi nó như thế nào. Một ngày bạn mất bao nhiêu lần 4 giây các bạn? 3.600 giây. 36.000 hả? Đó. 8.000. Đó các bạn mất rất là nhiều. 24 nhân cho 60, nhân cho 60 tiếp. Con số rất là nhiều. Con số bắt đầu từ 80. Đó. Đó các bạn, bây giờ là luật 4 giây nè, bây giờ mình phải học cái luật 4 giây này đầu tiên. Tại vì cái quan trọng nó nằm ở khúc 4 giây này chứ nó không có nằm quan trọng nằm ở 21 ngày. Nếu bạn giải quyết được cái quy tắc 4 giây này thì tất cả mấy cái còn lại bạn giải quyết được hết. Bây giờ mình ví dụ nha. Bây giờ khi mà bạn gặp một cái chuyện gì đó, ví dụ như chuyện dậy sớm thôi, hoặc là bất cứ bạn muốn quyết định làm cái gì đó mà bạn trì hoãn mà 4 giây rồi, là coi như bạn cho cái não mình nó sẽ bị một cái thói quen là thôi ok, nó từ từ làm không có sao hết, nó chẳng bị gì hết. Nhưng mà cái bạn bạn bị và bạn mất là cái gì các bạn? Bạn mất thời gian, năng lượng, và bạn mất ngay cái thời gian rồi đó. Ví dụ bây giờ trong thời điểm này mình nói chuyện với các bạn nè. Ví dụ mình nói mình trì hoãn, mình không muốn chia sẻ cái bài nói chuyện này của mình với các bạn, thì bạn mình sẽ bị mất gì?
mất thời gian. Trước sau thì mình cũng phải chia sẻ cái này cho các bạn để các bạn không bị này nữa. Thì nếu mà các bạn mình không chia sẻ liền cho các bạn thì sợ các bạn bị mất, các bạn cũng bị mất thời gian, bạn bị loay hoay. Nếu mình giải quyết được cái ngọn ngành của cái chuyện này là cái như mình sẽ chia sẻ liền cái bài này với các bạn và các bạn thực hành liền và các bạn không có bị mất mất cái việc ra quyết định nữa các bạn. 4 giây có đủ cho các bạn ra quyết định được không? Rồi giờ mình ví dụ mình hỏi nha. Ok, Yến, bây giờ em muốn ăn phở hay ăn cơm? Đúng rồi, các bạn nên nói sau cũng được là trật lất á. Các bạn nhớ nha, khi ai hỏi bạn cái gì đó, nếu họ đưa ra cho bạn option, họ đưa ra bạn A hoặc là B, phở hay cơm, kem hay là canh, hay là ăn cháo hay là ăn cơm, bạn ngay lập tức bạn đi có suy nghĩ, tại vì hai cái đó nó có giống nhau không các bạn? Hai cái đó cũng nó chỉ để cho các bạn cái bụng bạn no thôi, chứ bạn đừng có suy nghĩ, lúc đó bạn còn suy nghĩ là bạn làm gì bị mất gì các bạn. Các bạn nếu bạn lúc đó bạn còn suy nghĩ thì sao? Bạn mất mất thời gian của chính bạn đó, mình nói thiệt là bạn mất thời gian thôi. Mất thời gian thì thời gian là cái gì các bạn? Hôm bữa giờ mình nói rất là nhiều rồi, time is everything các bạn. Còn hơn là tiền nữa, time is everything, nó còn hơn vàng luôn. Bạn mất ngày hôm qua rồi, coi như bạn có lấy lại ngày hôm qua được không? No, không lấy được. Đó, bây giờ bạn tập quyết định đi nha. Bây giờ mẹ bạn hay ba bạn hay là người yêu bạn hay bất cứ người nào mà hỏi bạn, bạn muốn cái gì, họ đưa cho bạn hai sự lựa chọn. Bạn không cần phải suy nghĩ, bạn chọn liền một trong hai cái, không cần suy nghĩ, để cho nó giải quyết cho nó xong việc đó. Khi mà bạn nói bạn muốn có cái gì cũng được thì cái người mà hỏi bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Đúng rồi, ra quyết định được. Còn cái người đó mà nói sao cũng được á, là mệt á, là coi như là bạn cứ cứ gọi gọi là gì, nó gọi là sao cũng được, giống như ba phải, mày muốn cũng được ba phải á, không được. Bây giờ bạn phải quyết định như vậy để làm gì, để rút ngắn thời gian của bạn đừng có chần chờ nữa. Bây giờ ví dụ nè, bạn phải làm video để đăng trên kênh, hoặc là bạn phải đi ra ngoài đi chợ, bạn phải viết quyết định liền trong trong đầu bạn đi, bạn đừng có suy nghĩ, bạn suy nghĩ bạn mất thời gian. Các bạn hiểu cái quy tắc 4 giây này không? Rồi ví dụ như bạn nói bạn ngồi dậy bạn học tiếng Anh, hoặc là bạn nằm ngủ nướng nữa. Bây giờ chọn đi hai cái thôi. Một là ngồi dậy đi rửa mặt để mà học là 4 giây là đủ quyết định rồi, còn thôi là bạn sẽ bị quyết định là bắt đầu ngồi 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 là mất thời gian. Mất thời gian nó sẽ kéo dài, mất 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 thời gian khác nữa các bạn. 4 giây. Đúng rồi. Làm sao mà để thực hành được cái này? 15 phút sẽ không đủ để chia sẻ hết cái bài này hôm nay đâu. Đầu tiên á, lời khuyên. Ok các bạn, thứ nhất bạn muốn làm như vậy bạn phải quyết định sao? Đầu tiên là bạn phải để cho cái não bạn quyết định là phải trả lời liền mà dứt khoát, không cái ngồi đó mà suy nghĩ nữa. Nhất định nha, cái chỗ này 4 giây nó rất là nhanh nên bạn không phải suy nghĩ, bạn phải chọn thôi. Cái chọn này là nó nằm ở trong tiềm thức của các bạn biết cái nào tốt, cái nào xấu rồi, nên bạn phải suy nghĩ ngay lập tức và quyết định ngay lập tức. Cách mà để mình làm liền cái này là hãy hít thở thật là sâu. Bạn phải hít thở thật sâu nha. Trong khi bạn hít thở sâu đó, cái người người bạn nó chuyển từ trạng thái passive, trạng thái thụ động sang trạng thái chủ động các bạn. Bây giờ mình hỏi anh chị em nè, bạn có bao giờ mà khiêng một cái vật nặng nào không? Khi bạn khiêng vật nặng, bạn vừa nói chuyện, bạn vừa khiêng mà thấy nó dễ hơn, hay là bạn nín thở, hít vô một sâu thiệt là nặng xong rồi hít nâng nâng đó. À, Yến là bạn bạn là phái nữ đó, mà các bạn nam nãy giờ im ru không nghe nói gì. Các bạn im là các bạn đang trong trạng thái passive, đang trạng thái thụ động. Các bạn phải change cái state của các bạn thì các bạn mới trở thành chủ động rồi, các bạn phải vượt qua được cái thời gian 4 giây đó các bạn. Bây giờ các bạn thử ra ngoài bạn khiêng cái gì mà nó nặng mà sức thường bạn không khiêng nổi, bạn nín thở lại đi. Bạn khiêng cái vèo phát nó rất là nhẹ. Đúng rồi các bạn, tràn đầy rất là năng lượng, hít thở sâu vô rồi ngồi dậy quyết định liền, không có ngồi suy nghĩ nữa. Ok. Rồi ok. Đúng rồi. Đó, ý có suy nghĩ nữa không? Các bạn đó không có suy nghĩ nữa. Bây giờ mà bạn suy nghĩ nữa, đó, bởi vì cái mình các bạn trẻ mất rất là nhiều cái thời gian cái khúc này nè. Suy nghĩ có nên làm việc đó hay không? Việc đó làm việc đó nó có lợi hay không? Làm việc đó nó có mang lại cái gì cho mình hay không? Đó. Các bạn cứ suy nghĩ vậy là mất thời gian của các bạn rất là nhiều. Rồi ok. Rồi bây giờ thêm một cái nữa các bạn. Trong cuộc sống chúng ta có cái xu hướng là trì hoãn đưa ra những quyết định quan trọng các bạn. Cái đó là những quyết định chưa có quan trọng đó nha các bạn.
đó là chưa quan trọng đâu mà bạn đã bị trì hoãn như vậy. Bạn cứ thử nghĩ về những quyết định mà bán quan trọng và những cái quyết định quan trọng các bạn còn trì hoãn tới cỡ nào nữa. Bây giờ mình ví dụ như các bạn đi thi đi, thì bạn sẽ băn khoăn trong đầu mình có nên học bài thi hay không, hay là nên đi chơi. Học bài thi chút xíu thấy nản quá rồi đó, bạn cứ tưởng tượng đi, trong quá khứ bạn nhớ lại trong quá khứ các bạn có bao nhiêu lần các bạn đã làm như vậy rồi, các bạn mất biết bao nhiêu thời gian cho những cái chuyện này đó. Giống như kêu làm bài tập về nhà, thay vì bạn có quyết định mà quyết định ngay lập tức và không không trì hoãn, là khi mà mình là sinh viên các bạn, khi thầy mà nói làm bài tập về nhà đó, nếu mình không có lớp học tiếp theo mình làm ngay tại lớp luôn, mình không có đợi về nhà đâu các bạn. Mình không có, thỉnh thoảng mình cũng có đi đi về nhà mình làm, mà thỉnh thoảng mình cũng phải đi làm việc việc làm thêm đó các bạn, thì mình không có nói rồi. Nhưng mà khi mà mình có thời gian mình ngồi lại mình rủ, thứ nhất là mình cảm giác mình làm gì có mình cô độc lắm, mình sẽ rủ một hai thằng ngồi lại, ok tao với mày ngồi lại làm luôn cho bài này cho rồi rồi coi như xong, mình đi chơi, mình đi vòng vòng mình chơi thoải mái hơn các bạn. Khi bạn làm xong nhiệm vụ rồi bạn thoải mái lắm, cảm giác nó lâng lâng lắm. Ok nhớ nha, quyết định 4 giây đó quyết định cuộc đời của các bạn á, mất mất hay không mất, cuộc đời của bạn có thành công hay không thành công nằm ở khúc 4 giây đó các bạn. Chỉ có 4 giây mà nó còn nguy hiểm như vậy, đừng có nói tới chuyện 2 phút và 3 ngày và 21 ngày nha. 4, 2, 3, rồi tới 21. Đó, vòng vòng. Rồi, đó rồi. Anh thấy thấy nó không còn có 2 phút rồi. Rồi, bây giờ mình nói thêm một chút xíu nữa. Đó các bạn, cái luật, cái 4 giây này có một cái luật đó các bạn. Thì thường thường á, khi mà bạn đưa quyết định, chúng ta sẽ quyết định nhất thời và thông thường là sau đó chúng ta sẽ hối tiếc. Ví dụ như bạn muốn ăn phở, cái tự nhiên cái bạn đang lúc ăn, bạn ăn phở là bạn lại nghĩ là trời tôi thấy cơm nó lại ngon đó. Có những người như vậy nữa đó, chứ không phải khi mà bạn quyết định ăn phở rồi, hay ví dụ bạn của bạn rủ bạn đi ra ngoài ăn phở, là bạn đi ăn phở chung với nó rồi, lại lúc lúc bạn ăn phở bạn nghĩ ước gì lúc đó mình được ăn cơm. Các bạn có bao giờ nghĩ, bao giờ có bị rơi vào cái trạng thái này không? Đó, mình bạn đã quyết định rồi, đừng đừng có suy nghĩ lại nữa. Rồi ngày mai bạn lại ăn cơm. Vậy thôi, hoặc là chiều nữa bạn lại ăn cơm, đừng có suy nghĩ. Đã làm rồi thì thôi, đừng có suy nghĩ. Cái nguyên tắc 4 giây này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn. Nó tốt hơn nha các bạn, chứ không có nói là tốt nhất nha, tốt hơn. Ok. Ông Peter Berman á, là tác giả của cuốn sách là Luật 4 giây, cho bạn biết là nên hít thở đều đều và sâu trong vòng 4 giây, sau đó là bạn hành động. Hít thở vô một phát là cái trạng thái của bạn chuyển từ trạng thái bị động qua trạng thái chủ động để bạn thực hiện cái hành động đó. Rồi, tại sao việc này quan trọng các bạn? Đó chính là cái sự nghệ thuật là tự kiểm soát bản thân, đưa hít thở sâu sẽ tránh cho bạn khỏi việc đưa ra quyết định vội vã và mang lại bạn thời gian để đánh giá kết quả của mỗi hành động. Khi bạn hít thở vô một phát rồi bắt đầu đưa ra quyết định ngay lập tức, rồi bạn sẽ không bị hối hận đâu. Ok. Rồi các bạn phải suy nghĩ cái vụ 4 giây này nha. Rồi bắt đầu là các bạn đưa ra quyết định gì thì các bạn phải đưa ra quyết định ngay lập tức, không có trì hoãn. Bây giờ kết thúc buổi học ở đây, các bạn đi xuống, các bạn có kế hoạch gì các bạn bật ngay, không suy nghĩ. Tại vì hôm bữa mình đã nói rồi, hôm qua các bạn đã có đưa ra kế hoạch rồi.